Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2020, một số người dân quanh khu vực phát hiện đám cháy lớn xảy ra tại bãi xe ô tô Nam Phong, cư ngụ số 275, quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, nên hô quán. Do lửa gặp vật liệu dễ cháy, cộng thêm xăng dầu ở bên trong xe, nên càng bùng phát dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin, Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Long An đã huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Ít phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Bên cạnh bãi giữ xe này là một cây xăng và nhiều xe tải đậu gần nhau. Rất may, đám cháy được dập kịp thời. Sau một thời gian thì đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến một đầu xe tải được giữ bên trong đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân chính của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.